Cá nhân tôi thì tôi không thấy cái điểm bất lợi nào từ việc là chúng ta không có hoạt động nào dài hơi hơn trong tháng 3 này, bởi lẽ thứ nhất chúng ta còn cách khá xa trận đấu chính thức đầu tiên của đội tuyển vào tháng 11 sắp tới, nghĩa là từ nay tới lúc đó chúng ta còn tận 8 tháng. Và ngoài ra từ nay tới lúc đó chúng ta còn 3 quãng FIFA Day vào tháng 6, tháng 9 và tháng 10. Lý do thứ hai đó là bởi ngay trước đó thì đội tuyển đã có tới gần 3 tháng tập trung để chuẩn bị và thi đấu cho AFF Cup dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo từ giữa tháng 11 tới giữa tháng 1 năm nay. Vì vậy mà tôi nghĩ các cầu thủ cần thiết, họ cần có một cái quãng nghỉ khỏi cái cường độ cao, những cái áp lực của đội tuyển quốc gia, và bản thân họ cần làm mới bản thân mình ở môi trường câu lạc bộ. Trước mắt thì họ cần cống hiến cho màu áo của câu lạc bộ và tìm được vị trí thi đấu thường xuyên tại V-League ạ. Dĩ nhiên là nếu mà tôi chỉ đảm nhiệm cương vị là huấn luyện viên trưởng của tuyển quốc gia thì chắc chắn là tôi cũng sẽ tận dụng cái quãng FIFA Day trong tháng 3 này để có thêm thời gian làm quen cho đội tuyển cũng như là với các cầu thủ. Tuy nhiên tôi cũng xin phép được nhấn mạnh lại đó là chúng ta không cần vội vàng ở thời điểm này. Quan trọng cái đối với tôi đó là các cầu thủ được trở về câu lạc bộ và thi đấu, đặc biệt là ở môi trường V-League. Bởi lẽ trong suốt một thời gian dài vừa qua, các cầu thủ cũng chia sẻ với tôi đó là họ thi đấu gần như không thi đấu trận đấu nhiều ở V-League mà họ chỉ đấu có 4 trận thôi. Và tôi rất mong là từ nay tới trước quãng FIFA Day vào tháng 6 thì các cầu thủ sẽ được thi đấu nhiều hơn, họ duy trì được một cái nhịp độ thi đấu ổn định, chứ không phải là 4 tháng mà họ chỉ được thi đấu 4 trận mà thôi. Cùng một quãng thời gian tương tự thì ở châu Âu thì họ có thể thi đấu tới 40 trận rồi. Cá nhân tôi tính tới thời điểm hiện tại thì tôi rất hài lòng với đội ngũ ban huấn luyện. Cũng bởi một lẽ đó là khoảng 80% số thành viên trong ban huấn luyện hiện tại cũng đã làm việc với tôi trước đây rồi. Hiện tại thì tôi chỉ cần tập trung vào việc làm việc, chỉ đạo huấn luyện các cầu thủ mà thôi. Nếu chẳng hạn như là ban huấn luyện là một đội ngũ hoàn toàn mới thì tôi cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian để giải thích, để làm việc với họ, để cho họ hiểu với cách triết lý, cách làm việc của tôi nữa. Và dĩ nhiên là có một cái khó khăn cho các huấn luyện viên trong ban huấn luyện, đó sẽ là có nhiều thời điểm mà tôi đóng vai trò là người thị phạm và người chỉ đạo gần như toàn bộ các vấn đề trên sân. Tuy nhiên thì sau các buổi tập thì chúng tôi luôn luôn có các cái phần trao đổi, thảo luận lại để mọi người hiểu rõ hơn và nắm được rõ vai trò của nhau. Giải đấu tại Doha sắp tới thì có thể nói là một giải đấu chất lượng cao. Trước mắt thì chúng ta sẽ có hai trận đấu giao hữu với đội tuyển Iraq và đội tuyển UAE. Tuy nhiên sẽ có một cái khó khăn lớn nhất cho các cầu thủ khi bước vào một cái giải đấu chất lượng cao như vậy, đó là bởi lẽ 6 tháng vừa qua thì các cầu thủ gần như không có nhiều cơ hội để thi đấu tại các giải đấu chuyên nghiệp ở trong nước. Về đấu pháp thi đấu của đội tuyển tại giải đấu sắp tới thì chắc chắn là chúng tôi sẽ chuẩn bị một cái đấu pháp hợp lý và lựa chọn một đội hình giàu tính cạnh tranh. Cái triết lý lối chơi chúng tôi sẽ đề cao việc mà làm thế nào để bóng kiểm soát bóng tốt hơn và nâng cao được bản lĩnh cầu thủ khi mà có bóng ở trong chân, xử lý bóng làm thế nào cho nó hiệu quả nhất có thể. Tất cả các trận đấu thì tôi sẽ yêu cầu các cầu thủ nhập cuộc với 100% tinh thần, thái độ, nỗ lực. Dĩ nhiên sẽ có một cái điểm bất lợi, đó là chúng ta sẽ phải thi đấu vào giờ khá là muộn. Ví dụ như là trận đấu đầu tiên thì chúng ta sẽ phải thi đấu vào lúc 3 giờ sáng giờ Việt Nam, thì đó cũng là một cái khó khăn mà các cầu thủ cần phải thích nghi. Bởi lẽ hiện tại ở các quốc gia Ả Rập thì thời điểm đó là thời điểm bắt đầu tháng Ramadan, cho nên là các trận đấu bắt đầu rất là muộn. Nhưng mà rốt cuộc thì giải đấu này sẽ mang tính chất là giúp các cầu thủ cũng như toàn đội xây dựng thử nghiệm đội hình và giúp các em học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn. Cá nhân tôi không bất ngờ với sự thể hiện của các cầu thủ U23 sau thời gian tập luyện vừa qua, bởi lẽ họ trước đây cũng đã có thời gian tập luyện với tôi rồi. Họ thực hiện được khá đúng với những gì mà tôi yêu cầu, tôi đề ra. Và cái thời gian những ngày vừa qua khi tập luyện với các cầu thủ đội tuyển quốc gia thì tôi cố gắng đưa thêm những cái áp lực để cho các cầu thủ U23 phải thể hiện được tốt hơn. Và tôi cảm thấy là họ không cho thấy bất kỳ sự sợ hãi nào trước các điều kiện mà áp lực cao hơn như vậy từ các đàn anh. Yếu điểm lớn nhất của đội U23 ở thời điểm hiện tại có lẽ là ở tuyến trên hàng công thì chúng ta đang không có nhiều các cầu thủ có khả năng xử lý cá nhân hay hoạt động tấn công tốt. Tuy nhiên thì nhóm ở phía dưới thì đang làm khá là tốt các công việc về triển khai, về kiểm soát bóng,
thì bản thân các em ở tuyến dưới đang làm khá là tốt các công việc mà điều phối bóng nhịp nhàng với sự hợp lý cao. Sắp tới thì chúng ta có sự bổ sung thêm các cá nhân từ đội U20 và tôi rất kỳ vọng vào chất lượng xử lý cá nhân của các cầu thủ trên hàng công của đội U20 bổ sung sắp tới. Tổng cộng thì chúng tôi phải làm việc với 48 cầu thủ cả đội tuyển và đội tuyển U23 cùng một lúc, và tùy theo tổ chức của bài tập, theo nội dung mà huấn luyện viên đề ra thì chúng tôi sẽ có sự phân chia sao cho hợp lý thời gian nghỉ ngơi cho cầu thủ. Bởi lẽ chúng tôi cũng tổ chức tập luyện với chu kỳ và tần suất là 2 buổi trong một ngày. Vì vậy mà sẽ luôn luôn có các cầu thủ tập luyện trong thời gian làm thế nào để cân đối giữa tập luyện và nghỉ ngơi. Đối với bài tập ngày hôm qua thì đó là một cái buổi tập dài của đội, là với chia làm 2 phần. Thì tổ chức nội bộ về bài tập của đội thì các cầu thủ này chỉ cần tham gia phần bài tập thứ 2 mà thôi. Phần lớn nhóm cầu thủ U20 ở thời điểm hiện tại thì tôi đã từng làm việc cùng cách đây vài năm. Ngoài ra thì cái màn trình diễn của các cầu thủ tại giải U20 châu Á vừa qua, tôi coi đó là như một thước đo chuẩn xác để xác nhận về tiềm năng của các em. Và hầu hết các cầu thủ mà tôi lựa chọn trong đợt tập trung bổ sung sắp tới thì đã có màn thể hiện tốt tại giải U20 châu Á. Và đặc biệt là một số cá nhân trên hàng công thì có nhiều em tôi đánh giá là có chất lượng rất cao. Cá nhân tôi nghĩ rằng mỗi huấn luyện viên thì đều có cách làm việc khác nhau dựa trên kinh nghiệm làm việc cá nhân và cũng như triết lý của bản thân mình. Tất nhiên là tôi không có ý định là giữ nguyên toàn bộ hay copy toàn bộ những gì huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng áp dụng. Tôi sẽ chia sẻ với các cầu thủ dựa trên những cái gì mà tôi mong muốn và những gì mà kinh nghiệm của tôi trong quá khứ tôi đã làm việc. Bản thân tôi thì tôi không muốn tạo ra bất kỳ sự so sánh nào, hay tôi không làm việc chỉ với mục đích là chứng tỏ tôi tốt hơn người tiền nhiệm của tôi. Hiện tại thì đội cũng đang liên hệ và tìm kiếm một số đối thủ là các câu lạc bộ trong nước. Tuy nhiên thì tính tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi chưa nhận được xác nhận chính thức nào về việc là có thể tổ chức thi đấu giao hữu hay không. Bởi lẽ là hầu hết các câu lạc bộ hiện tại là cũng đã khá là kín lịch hoạt động của họ. Tôi rất là hy vọng là trong ngày mai, muộn nhất là thứ hai, thì chúng tôi sẽ có chính xác thông tin là liệu chúng tôi có thể thi đấu với câu lạc bộ nào đó hay không. Nếu chúng tôi không thể bố trí được một trận đấu giao hữu với các đối thủ ở ngoài thì tôi sẽ bố trí cho các cầu thủ thi đấu nội bộ với nhau, bởi lẽ chúng tôi cũng cần có cái sức đối kháng trước khi giải đấu bắt đầu. Dĩ nhiên là với ước vọng chung của chúng ta đó là giành quyền tham dự World Cup 2026, thì với vị trí hiện tại của đội tuyển Việt Nam trên thứ hạng châu Á đó là khoảng top 16 và thứ hạng thế giới đó là khoảng top 95, thì chúng ta cũng cần phải hiểu một cái thực tế, đó là chỉ 48 đội mạnh nhất trên thế giới và khoảng 8 đội bóng mạnh nhất châu Á thì được giành quyền tham dự World Cup mà thôi. Tuy nhiên thì với các cái tiềm năng của cầu thủ mà tôi nhận diện được, tôi quan sát được từ cấp độ U20 và U23 hiện tại, tất nhiên là còn quá sớm để có thể khẳng định chắc chắn được rằng nhóm cầu thủ này có thể thành danh, có thể thực sự thành công trong tương lai hay không. Nhưng cá nhân tôi thì tôi cảm thấy thực sự là tự tin với những gì mà tôi hiện tại tôi có thể sử dụng trong tay. Dĩ nhiên cá nhân tôi có trách nhiệm của một người huấn luyện viên, đặc biệt là trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên tôi nghĩ có hai yếu tố mà chúng ta cần cải thiện trước mắt nhằm nâng cao và tăng cái khả năng mà chúng ta có thể tham dự World Cup. Thứ nhất đó là gia tăng cái tính cạnh tranh và nhịp thi đấu của các cầu thủ thông qua việc duy trì hoạt động thường xuyên hơn của hệ thống giải đấu thi đấu chuyên nghiệp trong nước, đặc biệt là V-League cho nhóm các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Tôi rất hy vọng là các cầu thủ Việt Nam trong tương lai sắp tới có thể thi đấu tới 40 hay 50 trận đấu chính thức trong màu áo câu lạc bộ ở trong một mùa giải, và một mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thì có thể kéo dài tới 10 tháng liên tục trong một năm. Cái yếu tố thứ hai đó là về phương diện đội tuyển quốc gia thì chúng ta cần tìm kiếm những trận đấu giao hữu với các đối thủ mạnh hơn, cụ thể có thể là trong top 50 hoặc 60 trên bảng xếp hạng FIFA. Những trận đấu giao hữu này sẽ cung cấp cho các cầu thủ cơ hội cọ sát thi đấu tốt hơn và giúp họ trưởng thành hơn, nhận về những kinh nghiệm bài học tốt hơn.